Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo phần Vatican và tín đồ Gia Tô người Việt trong quá trình chống lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Thì chống lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam như thế nào, chúng ta từ từ tìm hiểu sau. Nói về những hoạt động của tín đồ Gia Tô chống lại Tổ quốc và dân tộc để phục vụ cho quyền lợi của Vatican hay Giáo hội La Mã, sứ gia Lorraine Bodner ghi nhận như sau: khi là thiểu số, Giáo hội La Mã là con cừu; khi ngang số, Giáo hội La Mã là con cáo; khi chiếm đa số, Giáo hội La Mã là con cọp. Những lời ghi nhận trên đây của sứ gia Lorraine Bodner là nói một cách rất đại cương về sách lược của Bộ Tham mưu Chiến lược của Tòa Thánh Vatican đã hoạch định sẵn như vậy để cho tu sĩ và tín đồ Gia Tô tại các quốc gia địa phương cứ theo đó mà hành động, và hành động theo như lợi thế, như thời thế, tùy theo hoàn cảnh lịch sử và tùy theo tình hình chính trị tại quốc gia địa phương đó. Giáo hội gọi những tín đồ của giáo hội là con chiên. Sở dĩ Giáo hội La Mã gọi tín đồ của giáo hội là con chiên là vì giáo hội tin chắc rằng giáo hội sẽ có thể làm cho họ trở nên ngoan ngoãn như một con cừu. Con chiên hay con cừu, ngàn năm vẫn là con chiên hay con cừu, và nó phải đi bằng bốn chân thì nó mới hiểu biểu lộ được cái bản sắc của loài thú. Điểm đặc biệt của loài con chiên này là nó mang hình người nhưng hoàn toàn bị giáo hội La Mã điều khiển, giống như con chó hay con ngựa bị điều khiển bởi người chủ của nó. Nếu con chó có bản chất luôn luôn và tuyệt đối trung thành với người chủ của nó và chỉ biết tuân hành mệnh lệnh truyền của người chủ của nó, thì những con chiên hay con cừu Gia Tô cũng có bản chất luôn luôn trung thành, chỉ biết tuân hành lệnh truyền của giáo hội La Mã, phải triệt để thi hành những sách lược do Tòa Thánh Vatican đã hoạch định sẵn mà sứ gia Lorraine Bodner đã ghi nhận như trên. Lời trình bày trên đây giúp cho chúng ta hiểu được tại sao những tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào những năm trước tháng 7 năm 1954 không khác gì tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt Nam miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 năm 1975, và cũng không khác gì tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt ở hải ngoại từ tháng 4 năm 1975 cho đến ngày nay. Dù ở trong nước trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay ở hải ngoại từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến ngày nay, cái bản chất vong bản phản quốc, thà mất nước chứ không thà mất Chúa, với những đặc tính tuyệt đối trung thành với giáo hội La Mã và phải triệt để thi hành những sách lược do Tòa Thánh Vatican đã hoạch định sẵn, trước sau cũng vẫn không thay đổi. Cái bản chất ghê tởm này đã biến họ thành những hạng người cuồng nô, vô tổ quốc, phản dân tộc và phản nhân quyền, với những đặc tính như háo danh, hám lợi, hung dữ, háo sát, khát máu, sống sượng, thô bạo, khoe khoang, huynh hoang, khoác lác, tham lam, lấn lướt, vơ vào, lố bịch, trịch thượng, đội trên, đạp dưới, và khi có quyền lực hay chiếm ưu thế hơn người thì hống hách, phách lối, sắc sược và ngạo và ngược ngạo. Tất cả những đặc tính Gia Tô này trước sau cũng vẫn không thay đổi và cũng không có gì có thể làm cho họ thay đổi được. Chúng ta hãy nhìn lại những quá trình hành động của họ chống lại Tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam và chống lại những người thuộc các tôn giáo khác ở Việt Nam từ năm 1533 cho đến ngày nay, để kiểm chứng những đặc tính của họ mà chúng tôi đã nêu trên đây. Thời kỳ năm 1553 đến năm 1858, thời kỳ Vatican chuẩn bị nhân sự cho việc tấn chiếm Việt Nam, con số tín đồ Gia Tô ở Việt Nam trong thời kỳ này vào những thời điểm năm 1553 chưa có một tín đồ Gia Tô nào cả. Năm 1800, con số tín đồ Gia Tô là 320.000, Trần Tâm Tĩnh, sách đã dẫn trang 32. Thời kỳ này ở Việt Nam con số tín đồ Gia Tô rất ít, vì thế mà nhóm thiểu số tín đồ nhỏ nhoi này và giáo hội phải đóng vai con cáo, đội lốt con cừu để che giấu những hoạt động chống lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ này, các tay tổ gián điệp của Vatican với danh nghĩa là các nhà truyền giáo khởi đầu nhập cảnh bất hợp pháp vào lãnh thổ Việt Nam. Họ dùng miếng mồi vật chất theo sách lược thả tài hóa thu nhân tâm,
để câu nhữ. Những người dân nghèo khổ ở các vùng ven biển thường thường sống bằng nghề chài lưới, có máu tham lợi. Để dụ khị những con mồi này vào đạo, thí dụ như họ dùng mấy viên thuốc ký ninh trị bệnh sốt rét, hay thuốc cảm giúp gia đình bệnh nhân cho qua cơn bệnh để mê hoặc và lôi cuốn họ vào đạo. Khi đã thu góp được một số kha khá tín đồ, thì những tín đồ này được tập trung vào sống ở một khu xóm riêng biệt gọi là xóm đạo, với mục đích: một, cô lập để tránh rời nhóm tín đồ giáo tổ này ra khỏi làng xóm cũ của họ, để họ không còn có liên hệ với những người dân thuộc các tôn giáo khác và không còn liên hệ với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. 2. Thi hành chính sách ngu dân để nhồi nhét vào đầu óc họ những tín lý Kitô nhảm nhí, hầu có thể mê hoặc và lừa bịp họ. Đặc biệt là phải nhào nặn họ thành những người bị điều kiện hóa thành những tín đồ gia tô cuồng tín, giống như tín đồ gia tô cuồng tín người Tây Ban Nha trong thời Trung Cổ. Có như vậy giáo hội mới có thể kìm hãm họ trong tình trạng ngu dốt giống như con người của thời Bán Khai trong thời ông Môi-se và ông Giê-xu ở Do Thái cách đây hơn 2.000 năm. Có như thế họ mới nhắm mắt nghe theo những lời dạy ẩn chứa cái âm mưu lưu manh, biến họ thành những con thiêu thân chỉ biết chăm chấp cúi đầu nghe theo lệnh truyền của giáo hội. Dưới đây là một số những lời dạy lưu manh của Vatican mà Vatican thường sử dụng để nhồi nhét vào đầu óc tín đồ. Niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí, phúc cho ai không thấy mà tin. Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng xuống biển. Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican. Phải triệt để tuân hành luyện trình của các đấng bề trên. Văn lời quý hơn của lễ: Cha, linh mục là đại diện Chúa, phải coi cha như Chúa. Những gì cha nói và hành động là lời nói và hành động theo ý Chúa. Nếu các cha có làm sai, có làm gì sai trái thì đã có Chúa phán xét. Là giáo dân ngoan đạo, không được bàn tán và nói hành nói tội các cha. Bàn tán nói hành nói tội hay nói xấu các cha, tức là bàn tán nói hành nói tội hay nói xấu Chúa, và sẽ bị Chúa trừng phạt đày xuống hỏa ngục đời đời. Phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền liên minh với Tòa Thánh Vatican và các chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Vatican hay các thế lực liên minh với Vatican. 3. Đoàn ngũ hóa họ thành những đoàn thể như đoàn thiếu nhi thanh thể, hội nghĩa binh, hội thánh Giuse lao động, hội con Đức Mẹ, công giáo tiến hành, đạo binh xanh, hội các bà dòng ba, ca đoàn trầm mặc, vân vân. 4. Biến những đoàn thể này thành những màn lưới gián điệp thu thập những tin tức tình báo cung cấp cho các trưởng lưới, cũng là nhân vật chỉ huy trong xóm đạo. Nhân vật đó có thể là tinh linh mục quản nhiệm xóm đạo hay một người nào khác được vị linh mục quản nhiệm họ đạo hay vị giáo sĩ truyền giáo chỉ định. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo của giáo hội mới có thể thu nhập mà được những tin tức tình báo chiến lược khá chính xác gửi về Tòa Thánh Vatican. Rồi chính Tòa Thánh Vatican sai người đem những tin tức tình báo này đến kinh thành Paris thuyết phục chính quyền Pháp liên minh với Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam để cùng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta, cùng cướp đoạt tài nguyên và cùng chia nhau lợi nhuận. 5. Tổ chức những đạo quân xung kích để nằm hờ chờ sẵn, chuẩn bị hành động vào khi được lệnh thì nổi lên tiếp ứng cho đạo quân xâm lược của liên minh thánh do Vatican vận động tiến đến tấn công. 6. Đưa tín đồ sang Penang để học tiếng Pháp và tiếng Latin, học phương pháp làm việc với đoàn quân viễn chinh liên minh với Vatican trong các công việc đưa đường, dẫn lối, thông ngôn, tra tấn tù nhân và tiếp tay cho liên quân xâm lăng trong việc quản lý nhân dân. Nhờ đã triệt để thi hành đúng theo những sách lược đã hoạch định sẵn như trên, liên minh xâm lược Pháp Vatican đã có thể có đủ nhân sự tiếp tay cho chúng khi tiến quân vào đánh chiếm nước ta, cũng như tổ chức bộ máy đàn áp nhân dân ta trong suốt thời kỳ từ năm 1862 cho đến tháng 3 năm 1945. Thời kỳ năm 1858 đến năm 1945, thời kỳ Vatican hành động vận động liên kết với Pháp để tấn công thống trị Đông Dương, cướp đoạt ruộng đất canh tác và thổ thạch, phá chùa lấy đất xây các nhà thờ. Dữ kiện về con số tín đồ ở Việt Nam
vào những thời điểm năm 1800 có 116 linh mục. Con số tín đồ lên tới 320.000. Trần Tâm Tĩnh, sách đã dẫn trang 50. Đầu thập niên năm 1840 là 420.000 người. Giữa thập niên năm 1850 là 500.000 người đến 600.000 người. Năm 1892 là 683.000 người. Với con số tín đồ khá đông như trên, trong thời kỳ này, giáo hội La Mã và nhóm tín đồ Gia Tô vừa là con cáo vừa là con cọp đối với đất nước và đại khối dân tộc Việt Nam. Vào lúc này, Vatican đã có hẳn một kế hoạch vừa tìm cách can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách hết sức thô bạo, vừa sử dụng nhóm thiểu số tín đồ người Việt để gây rối và đánh phá Việt Nam theo sách lược quậy cho ao nước đục để thả câu, tạo nên tình hình bất ổn khiến cho chính quyền và ta suy yếu. Vừa vận động chính quyền Pháp liên kết với Vatican và xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng cướp đoạt tài nguyên, cùng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta, cùng chia nhau lợi nhuận. Can thiệp vào nội tình Việt Nam và xúi dục giáo dân nổi loạn chống chính quyền. Một, can thiệp thô bạo vào nội tình Việt Nam năm 1816, lợi dụng khi vua Gia Long không chọn Hoàng Tôn Đán, con hoàng tử Cảnh còn nhỏ tuổi và đã theo đạo Gia Tô, mà chọn và đưa hoàng tử Đảm lên làm Đông Cung Thái Tử. Sau đó năm 1820, vua Gia Long băng hà, Đông Cung Thái Tử Đảm lên ngôi, lấy vương hiệu là Minh Mạng. Bọn truyền giáo Gia Tô cho rằng vua Minh Mạng đã xóa ngôi vua Hoàng Tôn Đán, rồi đã kích nhà vua thậm tệ bằng những ngôn từ thiếu giáo dục, với giả tâm tạo nên một hình ảnh cực kỳ xấu xa về vua Minh Mạng. Vấn đề này đã được nói rõ trong sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa, toàn thư năm 1954 đến năm 1963, phần 1, chương 6, Houghton, tác sệt, văn hóa năm 2000. 2. Xúi dục giáo dân không tuân lệnh chính quyền nhà Nguyễn và dạy dỗ họ chỉ tuân lệnh giáo hoàng ở Roma mà thôi, đã nói rõ chương 2 ở trên. 3. Xúi dục mà Lê Văn Khôi nổi loạn chống triều đình Huế vào năm 1873, cho linh mục mà Joseph Marchet Cố Du làm cố vấn cho Lê Văn Khôi và tuyển mộ giáo dân làm lính cho Lê Văn Khôi, đã nói rõ ở chương 2 ở trên. 4. Xúi dục mà Tạ Văn Phụng nổi loạn chống triều đình Huế vào thập niên năm 1860, đã nói rõ ở chương 2 ở trên. B. Vận động Pháp liên kết với Vatican và xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Mặt khác, Vatican cho giám mục Bonasot, giám mục Pelfrin, linh mục Hook và linh mục Leorand de Larry đến tận kinh thành Paris vận động điều trị triều đình Napoleon thứ ba, liên kết với Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng thống trị và cùng nô lệ hóa dân ta, đã nói rõ ở chương thứ hai ở trên. Vì đã có kế hoạch với những sách lược đã ghi nhà thi hành rất chu đáo như đã nói ở trên, cho nên khi liên minh Pháp Thánh Pháp Vatican xua chiếm tiến vào tấn chiếm tổ chức bộ máy đàn áp và quản trị Việt Nam, giáo hội đã có sẵn những đạo quân thập tự Việt Nam nổi lên tiếp ứng và những đội ngũ giáo dân cung ứng cho nhu cầu quân nhân sự làm những công việc dẫn đường, chỉ điểm, thông ngôn, thư ký, tạp dịch, lao công tiếp tay cho giặc trong những chiến dịch tấn công và tiêu diệt những lực lượng chống cự của triều đình Huế và những căn cứ của các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta. Tất cả những sự kiện này đều được sách sử ghi rõ ràng. Sách bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858, năm 1897. Chúng tôi chỉ có với mình, Đô đốc Marionier sau này nói, những giáo dân và bọn du thủ du thực, bọn lang bạc bị trục xuất khỏi làng, bị đói rét hoặc vì tội phạm. Đại tá Bernard viết, xô về đây với cái lưng mềm dễ uống, họ tham sống và sợ chết. Họ hoàn toàn hờ hững với cuộc đấu tranh của dân tộc mình, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào. Người ta sẽ tuyển dụng trong số họ tất cả nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đình, làm đầy tớ, làm khuôn vác, làm người chạy giấy và cả những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của hội truyền giáo, chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này.
mà bọn thực dân và công chức vừa mới đổ bộ lên. Làm quen với dân tộc Việt Nam, nhà sử học mà Khun Tru kết luận hoàn toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây mà họ đã được tiếp thu. Những thanh niên Việt Nam này đã trở thành những ông thông, ông phán, ông ký, kiểm soát phiên dịch, ấy lập thành tại xứ sở thuộc địa một tầng lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của chúng để nhân danh chính phủ Pháp. Lúc này không đủ biện pháp cai quản họ để áp bức, đục khoét dân chúng, buộc lòng phải nhờ đến sự trung gian của họ. Tại Nam Kỳ, chính là từ trong những người công giáo ăn năn mà người ta tuyển chọn những kẻ giúp việc cho chính phủ Pháp. Phạm Quỳnh đã viết, họ có tài cán gì? Phần lớn là những tay dạy giáo lý cơ đốc, vì hành kiểm kém mà bị các giám mục đuổi về. Và hành kiểm kém mà bị các giám mục đuổi về và ở dưới một cái tên Latin, bởi vì họ nói lẩm bẩm tiếng Latin, là đại diện sơ lược của thủ đoạn của sự vô trách nhiệm và sự thoái hóa của châu Á. Sách tài liệu soi sáng sự thật tập 2 ghi nhận: theo sử liệu, Ngô Đình Khả được triều Nguyễn thời Pháp trọng dụng nhờ công lao giúp Nguyễn Thân tiêu diệt lực lượng chống Pháp của nhà Ái Quốc Phan Đình Phùng, và đặc biệt đã đảo mã của Phan nhồi vào thuốc súng để bắn cho tiêu tan hài cốt của Phan. Quả là một tên đại thần, đại gian và đại ác. Thời kỳ kháng chiến năm 1945 năm 1954, thời kỳ Vatican tích cực dồn nỗ lực vào việc tái chiếm Đông Dương và triệt để thi hành chính sách chia để trị. Dự kiện về con số tín đồ Gia Tô vào những thời điểm năm 1945, con số tín đồ Gia Tô trên toàn quốc là 1.700.000. Trần Tâm Tĩnh, sách đã dẫn, trang 50. Năm 1954, tại miền Bắc, vĩ tuyến 17 là 1.390.000. Trần Tâm Tĩnh, sách đã dẫn, trang 211-212. Với sự hiện diện của đoàn quân liên chính của Liên minh Pháp Vatican có mặt tại Đông Dương, và với con số tín đồ gần 2 triệu, giáo hội La Mã và nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô này thực sự đã trở thành con cọp ở trong các vùng liên minh giặc tạm chiếm. Trong thời kỳ này, giáo hội vẫn sử dụng giáo dân để tránh phá dân tộc và tổ chức Việt Nam, giống như thời kỳ năm 1858 năm 1945, nhưng phải đối phó với những tín đồ đã thức tỉnh và đi theo chính quyền kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. Vì thế, giáo hội mới dùng những biện pháp hù dọa và khủng bố tinh thần những giáo dân cũng như những gia đình giáo dân có con em đã thức tỉnh quyết tâm đứng vào hàng ngũ dân tộc và đi theo kháng chiến. Những biện pháp hù dọa và khủng bố tinh thần này của giáo hội đều được sách sử ghi lại rất rõ ràng. Dưới đây là tờ thư Luân Lưu mang số 827/61 đề ngày 15 tháng 5 năm 1946 của giám mục Frater Antoninus Rappier, với tư cách là khâm sứ của Tòa Thánh Vatican tại Hà Nội, gửi cho giáo dân Việt Nam. Trong đó có những lời hù dọa và khủng bố tinh thần giáo dân được phổ biến rộng rãi trong tất cả họ đạo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mọi người đã hẳn đều có nguyện vọng được người đồng chủng cai trị mình. Con nhà công giáo ao ước có những đấng chăn chiên bản quốc, nhưng chỉ có một mình giáo hội mới minh xét cho biết đã đến thời phải thực hiện nguyện vọng đó hay chưa. Vậy ai dùng lời nói hay báo chí để đưa dư luận đi phá cấp tốc cấp tốc, kẻ ấy tự thị muốn đi trước Tòa Thánh Roma và tỏ thái độ rất sắc ngạo và bất tuân với Đức Giáo Hoàng. Nhận thấy ít nhiều giáo hữu Việt Nam trong thời buổi ấy đã ăn ở phạm đến quyền của Tòa Thánh, nên chỉ định mấy điều sau đây. 1. Điều khoản 2334 Luật Giáo hội, kẻ nào nhờ đến thế lực phần đời mà làm ngăn trở quyền cai trị của đấng bề trên, phần đạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp thì phải vạ tuyệt không. 2. Chiếu khoản 2331 Luật Giáo hội, kẻ xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng, Đức Khâm Mạng hay bề trên địa phận chính thức thì tức khắc phải vạ tuyệt không. 3. Các hội đoàn công giáo bất kỳ lấy tên nào làm danh hiệu đều buộc phải nhận quyền bề trên trong đạo, nếu mà chối thì phải kể là người ngoại đạo, tội nhân phải vạ tuyệt thông nữa.
Bộ Thánh vụ Vatican ra thông cáo cho cha mẹ những vị thanh niên có chân trong tổ chức cộng sản đều bị vạ tuyệt không. Thông cáo này cũng tố cáo những ai dự vào các tổ chức có mục đích đưa thanh niên vào thuyết duy vật. Đồng thời, giáo hội cũng xúi dục và khích lệ giáo dân hăng say gia nhập các đạo quân thập tự tiếp tay cho Liên quân Pháp Vatican chống lại chính quyền kháng chiến và dân tộc Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại rõ ràng, sách Việt Nam niên biểu năm 1939-1975, tập B năm 1947-1954 viết. Ngày 5 tháng 11 năm 1951, Sài Gòn khai mạc hội nghị các giám mục Đông Dương cho tới ngày 10 tháng 11 năm 1951. Ngày 9 tháng 11 năm 1951, Hà Nội hội nghị các giám mục Đông Dương dưới sự chủ tọa của giám mục John Dolay ra một mà thư chung với chữ ký của 14 tổng giám mục và giám mục Dolay, Jean Baptiste Tabalier, Bromphon, Thục Vĩnh Long, Jean Cassiner, Xanh Sài Gòn, vân vân, rất nhiều nha. Đây các bạn tạm xem chỗ này chút xíu, muốn tìm hiểu thêm về xem này xíu. Chung thư chung này nhấn mạnh Đức Thánh Cha của chúng ta đã tuyên bố rằng tuyệt đối không bao giờ có thể vừa theo cộng sản vừa theo Kitô giáo. Và người Kitô nào gia nhập đảng cộng sản thì thực tế là tách rời khỏi giáo hội. Chẳng những Đức Thánh Cha cấm các bạn không được gia nhập đảng cộng sản mà còn không thể cộng tác với họ hay dưới bất kỳ hình thức nào giúp đỡ họ nắm chính quyền chính đạo Việt Nam niên biểu năm 1939-1975, tập B năm 1947-1945, Houghton Texas, Văn hóa năm 1997, trang 267. Cũng vì thế mà trong thời kỳ này, chúng ta thấy những tên bạo chúa áo đen tại các địa phương với bàn tay máu giết người không gớm tay như giám mục Lê Hữu Từ, giám mục Phạm Ngọc Chi, linh mục Hoàng Quỳnh Phát Diệm, linh mục Nguyễn Gia Đệ Ninh Bình, linh mục Lương Huy Hân Nam Định, linh mục Nguyễn Kim Điền Phát Diệm, linh mục Mai Đức Tín Thái Bình, linh mục Nguyễn Quang Ân Thái Bình, linh mục Vũ Đức Luật Thái Bình, linh mục Mai Ngọc Khuê Bùi Chu, vân vân. Vì giới hạn của tập sách này, người viết xin trích dẫn bản văn sự nói về những đoạn hoạt động của tên bạo chúa áo đen Mai Đức Tín ở phường Xá, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình với nguyên văn như sau. Phường Xá dưới bàn tay đẫm máu của tên đồ tể linh mục Mai Đức Tín. Phường Xá là một thôn thuộc xã Liên Phương, huyện Đông Quan, Thái Bình. Trong thôn chỉ có 342 người theo đạo Thiên Chúa trong số 2.000 dân. Dưới thôn có một nhà xứ, có nhà thờ, thường gọi là nhà thờ Phương Xá. Tháng 2 năm 1949, linh mục Mai Đức Tín từ Quỳnh Côi về đây nhận chức cha chánh sở. Cũng từ đó nhân dân địa phương Phương Xá hết sức lo âu cho cuộc sống yên lành bị phá hoại. Đầu tiên, Tín lợi dụng thanh niên công giáo tiến hành để phản tuyên truyền xuyên tạc mọi chính sách của chính quyền chính phủ ta, chống phá công tác kháng chiến. Tháng 10 năm 1949, Tín tổ chức đội thanh niên Việt Cộng. Việt Cộng chứ không phải là Việt Cộng nha. Hội Quốc Gia Bảo, toàn đảng Quần Anh và nhạc đoàn Sao Mai. Tín tổ chức dạy võ cho thanh niên để đào tạo tay sai chuẩn bị lực lượng. Tháng 2 năm 1950, tên quan hai David đem lính về đóng post ở Đông Khê, cách Phương Xá 4 cây số. Tín vội vã liên lạc ngay với giặc, đưa 35 thanh niên Việt Cộng xuống post tập luyện quân sự và cử Phạm Bá Khiêm, Phạm Bá Uông ra lập tề. Ngày 16 tháng 4 năm 1950, y cùng với 25 tay chân xuống nằm ở post Đông Khê. Ở đó y tổ chức tập luyện quân sự cho vệ sĩ bảo an thanh niên Việt Cộng và sắp đặt bộ máy ngụy quyền ngụy quân địa phương. Đêm ngày 4 tháng 5 năm 1950, đội biệt kích bắt đầu hoạt động ở các thôn Phương Quang, Phương Xá. Chỉ trong đêm ấy, chúng đã ném lựu đạn vào các trạm gác của ta, đâm chết một đồng chí bộ đội, bắt cóc đồng chí Huỳnh Ngọc Sùng du kích đem giết ở Cao Mộc. Sau nhát đâm đầu tiên, anh Sùng đã nhảy xuống sông trốn thoát được.
Ngày 14 tháng 6 năm 1950, Mai Đức Tính đem bộ máy ngụy quân, ngụy quyền vừa được cắt cử và huấn luyện có vũ trang đầy súng đạn về xã Liên Phương. Dọc đường, chúng bắn chết 6 người ở Phương Quang. Thánh đường Tôn Nghiêm trở thành trụ sở, trại lính, nhà tù và cũng là nhà kho chứa những của cướp được của nhân dân khắp vùng phương xá. Hai đầu nhà thờ là hai lô cốt, gác chuông nhìn ra chung quanh chỉ có là những lỗ châu mai. Bên trong bức tường dày cao bao bọc nhà thờ là một hào sâu có cắm trong. Bên ngoài là một hàng rào tre cao, dây thép gai rất dày, trụ sở phòng gì. Được đặt sát cổng nhà thờ, Mai Đức Tính còn cho lập nhiều tiền đồn ở Phương Quang, Đông Cụ, Đông Kỵ, Hồi Công để bảo vệ cho đồng phương xá. Ngay sau khi ở Đông Khê về Liên Phương, trong những ngày 14, 15, 16, 17 tháng 6 năm 1950, Tính đã bắt giam và tra tấn 53 người. Suốt ngày tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà thờ không ngớt vọng ra, làm cho nhân quanh vùng vô cùng kinh sợ. Ở đây tập trung mọi hình thức tra tấn cực kỳ dã man, từ những kiểu thông thường, quay điện, quấn bông, tẩm dầu đốt ngón chân, ngón tay, đổ nước xà phòng vào mặt, mũi, lấy kìm rứt từng miếng thịt, phơi nắng suốt ngày trên đá, đổ nước mắm, tỏi ớt vào mũi. Đến những hình thức chỉ là nhà thờ phương xá mới có, như lấy gai bồ kết hoặc đinh đóng vào đầu, ngón tay, lấy đinh tre và đinh thuyền đóng gặp sọ hoặc đóng vào hai lỗ tai, chúng gọi là người mọc sừng, cắm dao găm vào cằm, bắt nạn nhân nằm sấp mặt hay tay chân treo cao rồi nhảy lên lưng ngồi võng, buộc thừng vào chân, bắt đứng lên tường cao, giật ngã sấp mặt xuống gạch, chúng gọi là giật mình. Sau 4 ngày tra tấn bằng mọi cực hình trên đây, Mai Đức Tính đem bắn trước sân nhà thờ một số, những người còn lại Tính giải qua các bốt thuần tuy tuột. Trong số 53 người kể trên, chỉ còn 8 người thoát nạn trốn về. Chỉ trong mấy ngày đầu tiên, Mai Đức Tính đã giết chết 35 người. Những năm tháng ở phương xá, Mai Đức Tính đã tuyển mộ cho giặc Pháp 110 ngụy binh. Là đồn trưởng, Tính đặt ra nhiều thứ thuế má, nhiều luật lệ hà khắc và bắt phu phen nặng nề, y còn ép nhiều đồng bào lương phải theo đạo. 27 tháng ngột ngạt dưới bàn tay đẫm máu của Mai Đức Tính, người chết nhan nhản, trâu bò bị cướp, nhà cửa biến ra tro tàn, oán thù dâng lên tràn ngập lòng người dân Lương và giáo xã Liên Phương. Ngày 2 tháng 11, ngày 21 tháng 11 năm 1952, bộ đội ta đã về đây, đồng phương xá bị hạ, tên đồ tể Mai Đức Tính và đồng bọn đã phải đình nợ máu trước nhân dân quanh vùng phương xá. Linh mục Trần Tâm Tĩnh viết trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm, từ năm 1950, nhiều làng công giáo vùng đồng bằng được vũ trang nhận súng ống của Pháp dưới quyền chỉ huy trực tiếp của các linh mục. Đội quân vũ trang của Phát Diệm gồm 10.000 người ở dưới quyền chỉ huy của giám mục Lê Hữu Từ, còn quân Bùi Chu thì do giám mục Phạm Ngọc Chi điều khiển. Qua trò quân đội tự vệ vượt qua tư cách gọi là chỉ để tự vệ khi bị cộng sản tấn công, bởi vì nó được tung ra các hoạt động chủ yếu là hành quân càn quét, có khi bao trùm cả vùng, có lúc chỉ ở địa phương nhỏ, chẳng hạn trong trận Ký Con ở Nam Định. Một bộ tham mưu liên quân gồm có trung tá Khanh Đao ở Nam Định, trung đoàn trưởng Von Lát đồn Phát Diệm và linh mục Hoàng Quỳnh tổng tư lệnh. Đội quân công giáo đã thành công loại khỏi vòng chiến cả tiểu đoàn Việt Minh ở đây. Lính công giáo có lúc tham dự các cuộc hành quân gồm nhiều tiểu đoàn của Pháp. Như ở cấp địa phương, quân lính công giáo mới gọi là đội quân hung hăng nhất, nhằm lo cho các sứ được bảo vệ hữu hiệu hơn. Bọn chúng tổ chức ruồng bố liên tiếp và các làng lương chung quanh bắt giam hoặc giết chết hết. Khỏi cần tòa án, tất cả các chiến sĩ du kích và những ai bị tình nghi là Việt Minh. Theo gương lính Pháp, chúng cướp bóc các làng, lấy trộm tàn sát, thiêu rụi tất cả những gì bị coi là
ổ kháng chiến. Nực cười hết cỡ, có những linh mục đại úy nghĩ rằng giờ đem cả nước theo đạo Kitô đã tới. Họ ra lệnh cho lính đi cướp phá các chùa Phật giáo, mang hết các tượng Phật về làm của chúng, rồi cấm thánh giá lên chùa hay là đặt Đức Mẹ vào trong đó. Thật phải rùng mình khi nhắc lại tên tuổi của một số linh mục như Khâm, Tôn, Luật. Các bản tin về những sự cộng sản, những vụ cộng sản tàn sát công giáo do báo chí Pháp hoặc hãng thông tấn Fides của Tòa Thánh Vatican đưa ra phải được đặt trong bối cảnh lịch sử nói trên. Chẳng hạn Benna Phan trích dẫn tờ báo tiếng Pháp Biển Đông xuất bản tại Sài Gòn đã viết, người ta kể lại rằng tại Cao Mãi 180 người công giáo gồm nam nữ và trẻ con bị thiêu sống trong nhà thờ làng theo sau vụ động lính Pháp Cạn đó không chịu đầu hàng. Sự thật hoàn toàn khác thế. Cao Mãi là một làng thuộc huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, ở 5 km cách sông Hồng, nơi chia đôi Thái Bình với Nam Định và cũng là ranh giới giữa hai địa phận Thái Bình và Bùi Chu. Cao Mãi có hai thôn, một Công giáo và một Phật giáo, đang là mùa xuân năm 1950. Dấu dân Bùi Chu lúc đó đã được võ trang, còn Thái Bình thì quân Pháp chỉ đóng ở thành phố và những vùng lân cận. Một hôm, Cha Luật, chính sứ Cao Mãi tiếp một bạn người Bùi Chu sang thăm. Có mấy tiểu đội mang vũ khí tháp tùng. Bọn lính này đi lùng sục các làng xung quanh, bắt các du kích và các cán bộ Việt Minh. Bất ngờ gặp được vài chiếc chết mấy người. Được báo động, du kích toàn vùng đó kéo về hướng Cao Mãi. Bọn lính công giáo vừa đánh vừa rút lui. Có chừng 50 thanh niên Cao Mãi và các linh mục tham gia. Khi thấy quân du kích kéo tới, giáo dân Cao Mãi hoảng sợ chạy vào nhà thờ đóng cửa lại, chờ cha xứ trở về mang theo tiếp viện. Du kích tổ chức bao vây, đòi phải thả các đồng chí bị bắt ra. Đám người bị bao vây cứ cầm cự. Khi đem về, nhà thờ bốc cháy và những người bị nhốt trong đó chết thiêu. Người ta loan tin rằng vụ hỏa hoạn đó là do nhóm người bao vây gây ra hay chỉ là một chuyện rủi ro. Sau đó, Cha Luật và quân lính của ông trở về, ông chỉ còn biết khóc trước đống tro tàn của nhà thờ và cái tang của nhân dân, của dân chúng. Ông quyết định trả thù cho giáo dân, cuộc báo thù hết sức kinh khủng. Các du kích quân bị lính của cha bắt được đều bị chôn sống trước nhà thờ. Từ đó Cao Mãi trở nên một mà nơi kinh hoàng cho cả vùng. Cao Mãi là một trường hợp điển hình trong thảm kịch Việt Nam hồi đó. Máu đổi máu, những cuộc thanh toán tiếp theo, những vụ trả thù vì không biết nghệ thuật quân sự và chiến lược của kháng chiến do chính phủ Hồ Chí Minh vạch ra từ năm 1940. Quá tự tin vào những thắng lợi lúc đầu, người công giáo cứ đi bố ráp tại các làng không công giáo, thường đâu có chống cự lại họ. Cũng trong thời kỳ này, bọn lính đạo Phát Diệm dưới quyền chỉ huy của linh mục Hoàng Quỳnh đã chiếm giải quán quân về thành tích giết người một cách cực kỳ man rợ. Chúng trói kẻ nạn nhân bị nghi là Việt Minh, dùng dao nhọn thanh ngực nạn nhân, lấy mật pha với rượu, lấy gan đem nướng, rồi ngồi cùng nhậu hả hê với nhau. Nhậu xong, chúng hè nhau cắt đầu các nạn nhân sâu vào cái cọc dài rồi đem bêu ở đầu làng. Hành động dã man này giống y hệt như những tín đồ của giáo hội sát hại người tin lành Pháp vào đêm ngày 22 tháng 8 năm 1572. Ngày 22 tháng 8 năm 1572, nhiều sát khác ghi là ngày 24 tháng 8 năm 1572, chứ không phải là ngày 22 tháng 8 năm 1572. Bắt đầu xảy ra một việc tục cuộc tàn sát đẫm máu ở nhà thờ Sutit Bartholomew. Đây là một trong những vụ tàn sát ghê gớm để tiêu diệt phong trào tin lành ở Pháp. Pháp Hoàng đã khôn khéo sắp đặt cuộc hôn nhân giữa người em gái của nhà vua với đô đốc Coligny, một nhân vật lãnh đạo của tin lành. Một bữa tiệc lớn được tổ chức ăn mừng lễ cưới. Sau 4 ngày, quân lính của Tân Lang Coligny được cho ăn uống no say. Một hiệu lệnh được ban hành. 12 giờ đêm hôm đó, tất cả nhà cửa của những người tin lành ở trong thành phố đều bị bắt buộc phải mở cửa. Đô đốc Coligny bị giết, thi hài của ông bị liệng qua cửa sổ ra ngoài đường.
thủ cấp của ông bị cắt đem gửi cho giáo hoàng. Hai cánh tay và bộ phận sinh dục của ông cũng bị cắt. Rồi chúng tôi lôi kéo phần còn lại của xác chết đi khắp các đường phố cả 3 ngày trời. Sau đó chúng treo ngược cái xác chết không đầu, không tay, không bộ phận sinh dục ở ngoài một ngoại ô thành phố. Đồng thời chúng còn tàn sát nhiều người Tin Lành khác nữa trong 3 ngày. Hơn 10.000 dân Tin Lành ở Paris bị giết hại. Những xác chết này bị liệng xuống sông và máu nạn nhân linh láng chảy thành dòng ra tới tận cửa sông giống như một dòng máu. Trong cơn hung hãn này, chúng có thể giết cả những người đồng bào của chúng nếu nạn nhân bị nghi ngờ là không mạnh tin vào giáo hoàng. Từ Paris, bệnh dịch tàn sát và lòng cuồng tín như vậy lan tràn khắp trong nước Pháp. Tính ra còn tới hơn 8.000 nạn nhân bị sát hại. Rất ít người Tin Lành thoát khỏi cảnh tai họa trong cơn hung hãn của chúng. Không phải chỉ ở Việt Nam và ở Pháp Tín đồ Gia Tô mới đã giả mang như vậy, mà ở Ái Nhĩ Lan họ cũng hành động mang rợ không kém gì Tín đồ Gia Tô. Cuồng tín người Pháp chuyện mang rợ này cũng được sách Smokhain ghi lại với nguyên văn như sau. Một vụ tàn sát người tập thể tương tự như vậy cũng xảy ra ở Ái Nhĩ Lan vào năm 1641. Bọn Tín đồ Gia Tô chủ mưu chọn ngày 23 tháng 10 là ngày lễ kỷ niệm Ignatius Loyola, người sáng lập ra dòng tên. Chúng dự trù một cuộc tổng nổi dậy trong toàn quốc. Tất cả những người theo đạo Tin Lành đều phải bị giết ngay tức thì, để làm cho những người Tin Lành không chú ý đến việc làm của chúng. Chúng tỏ ra rất là tử tế với họ. Sáng sớm ngày vùng dậy, bọn chủ mưu đều có võ trang đi lùng bắt những người Tin Lành. Gặp người nào là chúng giết người đó, không một chút thương xót. Những người Tin Lành này chưng hửng trong kinh hoàng. Họ đã sống trong yên bình từ nhiều năm, giờ đây gặp cảnh ngộ như vậy, họ không biết phải chạy trốn đi đâu. Những kẻ tàn sát họ lại là những người láng giềng, bạn bè và bà con của họ. Phụ nữ bị trói vào cọc, lột trần đến thắt lưng, vú bị cắt đứt ra để cho máu chảy cho đến chết. Những đàn bà mang thai thì bị trói và treo vào cành cây. Chúng mổ bụng nạn nhân, lấy thai nhi ra để cho chó ăn. Trong khi đó thì những ông chồng của nạn nhân bị cưỡng bách phải đứng nhìn những cảnh dã man như vậy. Trong những năm 1941-1945, Tín đồ Gia Tô cuồng tín ở Croatia còn dám mang gấp bội phần Tín đồ Gia Tô cuồng tín ở Việt Nam, ở Pháp và ở Ái Nhĩ Lan. Bản văn sử dưới đây cho chúng ta thấy rõ sự thật cực kỳ kinh khủng này. Nạn nhân của bọn mật vụ Otachi đạo Phiệt Gia Tô Protea trong thời bạo chúa Enter Bevalix không những bị tra tấn tàn nhẫn về thể xác mà còn bị hành hạ đau đớn về tinh thần và lương tâm nữa. Một trường hợp vô cùng dã man và tàn ác chưa từng thấy, như trường hợp dưới đây đã được ghi lại vào phối kiểm qua nhiều nhân chứng có tuyên thệ. Tại Neversinji, bọn mật vụ Otachi càng bắt hết tất cả cha mẹ, vợ chồng và 4 người con của một gia đình người Séc theo đạo chính thống. Người cha bị giam riêng ở một chỗ khác, người mẹ và 4 người con bị giam ở một chỗ khác. Suốt trong 7 ngày giam giữ, chúng không cho nạn nhân ăn uống gì hết. Rồi thì chúng mang đến cho người mẹ và 4 đứa con mỗi người một miếng thịt nướng khá lớn và nước uống thừa thải. Sau nhiều ngày không được ăn uống, những người bất hạnh này ăn hết sạch miếng thịt nướng đó. Sau khi ăn xong, bọn mật vụ Otachi mới nói với gia đình nạn nhân rằng đó là người cha của họ. Xem như vậy thì đặc tính mang rợ giết người, phanh ngực ra, lấy mật pha rượu, lấy gan đem nướng, rồi ngồi cùng nhậu hả hê với nhau. Nhậu xong, hè nhau cắt lấy đầu của nạn nhân sâu vào cái cọc dài rồi đem bêu ở đầu làng, cũng chỉ là cái bản chất của tất cả các Tín đồ Gia Tô cuồng tín mà giáo hội đã phải có chủ trương đào tạo họ thành những con người như vậy. Chủ trương này được linh mục Trần Tâm Tĩnh ghi nhận như sau: chạy trốn để cứu lấy mạng sống và cứu lấy đức tin. Chúa Kitô đã vào Nam, Đức Mẹ đã rời bỏ Bắc Việt. Những khẩu hiệu phi lý đó làm cho người Kitô hữu phương Tây phải cười, nhưng lại có tác dụng rất lớn với một cộng đồng Kitô hữu Việt Nam đã từng bị giam nhốt xưa nay trong sự ngu dốt và không một mà kiểu tin đạo
nói được là thời Trung Cổ. Trong cái ốc đảo khép kín đó của giáo dân, những gì gọi là bí mật của Đức Mẹ Fatima đều được coi như là tín điều bắt buộc, đang khi nó chỉ là dựa vào một mớ tài liệu tuyên truyền nhảm nhí. Nếu những năm 1949, năm 1953, các linh mục đã thề biến giáo dân hiền lành vô tội đó thành những tên sát cuồng nhiệt nhờ khẩu hiệu tiêu diệt cộng sản để làm vinh danh Chúa, thì họ cũng chẳng khó khăn gì trong việc tạo ra cuộc xuất hành vĩ đại vào những năm 1954 đến năm 1955. Thời kỳ năm 1954 đến năm 1975 ở miền Nam Việt Nam, thời kỳ Vatican triệt để đẩy mạnh kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng các phương tiện của chính quyền và triệt để thu vơ tiền của. Dữ kiện về con số tín đồ Gia-tô ở miền Nam Việt Nam vào thời điểm năm 1954. Năm 1954, khoảng hơn 500.000 giáo dân Gia-tô trong số 860.000 từ Bắc di cư vào miền Nam. Sự kiện này được sử gia Bernard Pell ghi trong cuốn The Tour Việt Nam như sau: trong số 860.000 người trốn vào miền Nam thì có tới 600.000 người là tín đồ Gia-tô. Trong khi đó, sách Thập Giá và Lưỡi Gươm ghi nhận tổng số giáo dân Gia-tô ở miền Bắc vị tuyến 17 trước ngày di cư là 1.390.000. Tổng số giáo dân Gia-tô sau ngày di cư là 846.500 người. Như vậy, số giáo dân di cư vào Nam là 1.390.000 đến 846.500 554.500. Người viết không biết rõ con số tín đồ Gia-tô vốn đã sinh sống ở miền Nam, không phải là tín đồ Gia-tô di cư từ miền Bắc là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo sự phỏng đoán của chúng tôi, con số tín đồ Gia-tô vốn đã sinh sống ở miền Nam vào thời điểm năm 1954 nhiều lắm thì cũng chỉ ở độ từ 1.700.000 đến 1.390.000, bằng 310.000 người. Đây chỉ là phỏng đoán. Tóm lại, tổng số tín đồ Gia-tô ở miền Nam vị tuyến 17, cả những người vốn đã ở miền Nam từ trước năm 1954 và những người di cư từ miền Bắc vào thời điểm tháng 4 năm 1955 nhiều lắm cũng chỉ vào khoảng từ 800.000 đến 900.000 người, người trên tổng số dân vào khoảng 15 triệu dân miền Nam. Trong thời gian này, Hoa Kỳ để mặc cho Hội đồng Giám mục và anh em ông Ngô Đình Diệm lo việc quản lý miền Nam, miễn là đừng quả trớn, không được làm gì ngược với chủ trương và chính sách của Hoa Kỳ, và cũng không được làm gì tổn thương đến danh dự của Hoa Kỳ hoặc là làm cho Hoa Kỳ mất mặt với nhân dân thế giới. Nhờ vậy, anh em ông Diệm và giới tu sĩ Gia-tô mới có thể tự tung tự tác, bất kể là Hoa Kỳ đã hết lời khuyên răn, đã tìm đủ mọi cách để kiềm hãm và răn đe, nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được chế độ đạo Phiệt Gia-tô Ngô Đình Diệm chèn ép, hà hiếp khối đại đoàn kết nhân dân bị đi thuộc vào các tôn giáo khác và tàn sát hơn 300.000 người bằng 100.000 phương kế trong những chiến dịch làm sáng danh Chúa ở Liên Khu 5, được ngụy trang bằng danh nghĩa những chiến dịch tố cộng đã nói trên. Động lực chính của những hành động bạo ngược và dã man trên đây đều do cái bản chất háo sát, khát máu, sắc sược, ngược ngạo, dã man, hợm hĩnh và ngu xuẩn do giáo hội đã cấy vào đầu óc họ mà ra. Sở dĩ tất cả tín đồ Gia-tô cuồng tín đều có cái bản chất ghê tởm này cũng vì do thói quen họ phải tuyệt đối tin tưởng Tòa Thánh Vatican và tin tưởng một cách mù quáng rằng chỉ có giáo hội La Mã mới là sự thật, và chỉ là có sự thật mới quyền ăn nói như thế. Người sai lầm thì chỉ có mỗi một quyền xử sai. Được Hoa Kỳ trao gần trọn quyền quân lý việc nội chính Việt Nam miền Nam, giáo hội La Mã đã tín đồ Gia-tô cho rằng miền Nam là của riêng của chúng. Vì thế chúng mới có những hành động và việc làm ngang ngược như sau: một, tuyên bố công khai tiến hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực. Ông Gia-tô Ngô Đình Nhu công khai tuyên bố trắng trợn rằng đã có một chương trình chỉ cầm quyền 10 năm thôi là cả miền Nam theo Công giáo hết. 2, tín đồ Gia-tô hồ hởi đề nghị thành lập đạo quân thập tự để chuẩn bị tiến hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực. Ngay khi ông cố vấn Ngô Đình Nhu đưa ra lời tuyên bố ngạo ngược trên đây,
ông gia tôn Nguyễn Văn Chức cảm thấy hân hoan sung sướng, liền viết các thư đề ngày 25 tháng 2 năm 1955 gửi thủ tướng Ngô Đình Diệm thỉnh cầu thành lập một đạo quân thập ác để làm công cụ cho cái chương trình làm cho tất cả mọi người dân miền Nam biến thành công giáo hết trong vòng 10 năm, tức là làm công cụ để sửa sai những người sai lầm mà giáo hội La Mã đã chủ trương và đã dạy dỗ tín đồ Gia Tô người Việt phải triệt để quân hành khi có quyền lực trong tay. Nguyên văn lá thư này như sau: Sài Gòn, ngày 25 tháng 2 năm 1955. Kính gửi cụ Ngô Đình Diệm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng, thưa Thủ tướng, một, tình hình Việt Nam trong mấy tháng gần đây thật là hết sức khó khăn và phức tạp. Tương lai Tổ quốc nói chung và tương lai Công giáo Việt Nam nói riêng thật đáng quan ngại. Càng quan ngại hơn khi cả thế giới tự do và thế giới Công giáo đang nhiệt thành giúp đỡ chúng ta cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại để tích cực chuẩn bị chờ ngày chiến thắng Việt Minh Cộng sản. 2. Những thí nghiệm và những việc làm của chính phủ không phải là không có kết quả, nhưng vẫn còn có nhiều treo leo và khó khăn to lớn khác luôn luôn tìm cơ hội phá hoại. Tình trạng ấy bắt buộc chính phủ phải có một hậu thuẫn to lớn, vững chắc, trung thành, có tổ chức mạnh mẽ và có hành động thiết thực. 3. Trong tinh thần ấy, cần lao nhân vị cách mạng đảng đã có công rất nhiều, nhưng tiếc rằng chưa được tất cả những người Công giáo Việt Nam hâm mộ. Người ta e rằng trong tình trạng ấy chỉ có thể là một đoàn thể có bề rộng mà thiếu bề sâu. 4. Trung thành với giáo lý, người Công giáo Việt Nam trong lúc này đòi hỏi một đoàn thể hoàn toàn Công giáo, có tính chất tôn giáo. Cuộc di cư của đồng bào Công giáo Bắc Việt phải là một cuộc chuẩn bị tinh thần và đạo đức, một cuộc rèn luyện căn trường và đức tin để rồi còn chiến đấu với Cộng sản, vì Cộng sản còn tấn công. 5. Vì vậy chúng tôi nghĩ cần phải gấp đưa ra trong lúc này một đoàn thể tạm gọi là Thập Tự Quân Hòa Bình để vừa thúc đẩy mọi hoạt động Công giáo đang cần thiết trong giai đoạn này và phù hòa với hoạt động của, vừa chứng minh rằng trong không phải chỉ có người Cộng sản tuyên truyền yêu hòa bình mà những người quốc gia cũng biết yêu hòa bình một cách thành thực. 6. Thập Tự Quân Hòa Bình theo ý chúng tôi nghĩ là một cuộc tập hợp lớn lao nhất của người Công giáo Việt Nam. Ảnh hưởng của nó sẽ quan trọng và do đó trở nên một lực lượng hậu thuẫn đắc lực nhất, trung thành nhất của Thủ tướng. Nó lại còn có những lợi ích. A. Làm cho người Công giáo Việt Nam vững tin và luôn luôn vững tin, dù có phải gian khổ cũng phải hiên ngang. Chiến đấu cho đức tin, như vậy lực lượng tinh thần chống cộng sẽ vô cùng vững chắc. B. Làm cho sự lãnh đạo của Thủ tướng càng ngày càng vững chắc và có kết quả, vì có một khối Công giáo lớn, mạnh, có tổ chức, có tranh đấu làm hậu thuẫn. C. Làm cho thế lực tự do và thế giới Công giáo nức lòng ủng hộ cho cuộc tranh đấu chính trị hiện nay và cuộc chiến đấu quân sự mai kia của quốc gia Việt Nam. Vì thế, vì những lý do ấy, chúng tôi lấy làm hân hạnh được kính gửi Thủ tướng. 7. Địa bản, điều lệ và nội quy đại cương của Thập Tự Quân Hòa Bình tuy chưa được hoàn hảo nhưng cũng đã bao gồm những phần chính trong chương trình hoạt động. 8. Chúng tôi có ý định nếu đại cương, điều lệ ấy được Thủ tướng đồng ý thì xin Thủ tướng cho tham khảo ý kiến các đức giám mục, các vị linh mục, các chiến sĩ Công giáo tiến hành, các nhân vật Công giáo và các nhân viên lãnh đạo để gấp đi đến một cuộc hội nghị sơ bộ nghiên cứu điều lệ và nội quy chương trình vận động thành lập để kịp cho tới đầu tháng Đức Mẹ tháng 5 dương lịch sắp tới Thập Tự Quân Hòa Bình có thể ra đời được. Kính thưa Thủ tướng, kính xin Thủ tướng vui lòng khứng nhận những tấm tình mỹ hảo tận tâm của chúng tôi cùng những ý nghĩa trung thành luôn luôn cầu Chúa và Đức Mẹ xuống ơn thiêng liêng cho Thủ tướng trong công cuộc lãnh đạo quốc gia Việt Nam chiến thắng Cộng sản vô luân vô thần. Kính trọng kính, ký tên Nguyễn Văn Chức, địa chỉ Nguyễn Văn Chức, mộc mà đóng dấu ghi rõ ngày nhận là ngày 26 tháng 2 năm 1955, nhà ông 10, phố Băng, đường làng số 19, Phú Nhuận, Gia Định. Vì tuyệt đối tin tưởng và trung thành
với Vatican và với truyền thống trong đạo, ông Gia Tô cùng tín Nguyễn Văn Chức mới có chủ trương thành lập một đạo quân thập tự gồm toàn những tín đồ Gia Tô, giống như các đạo quân thập tự ở Âu Châu trong thời Trung Cổ. Giá tâm trong chủ trương này của ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức như thế nào? Thiết tưởng không cần phải nói ra, cả tín đồ Gia Tô và đại khối dân thuộc tam giáo cổ truyền đều biết cả. Giả tâm đó là để làm cho công cụ cho các chiến dịch làm sáng danh Chúa trong kế hoạch Kitô nhân dân miền Nam bằng bạo lực tiêu diệt những thành phần thuộc các tôn giáo khác, giống như các chế độ đạo Phiệt Gia Tô ở Âu Châu trong thời Trung Cổ, ở các thuộc địa của Tây Ban Nha tại Mỹ Châu, châu Mỹ Latin và tại Á Châu Phi Luật Tân, ở các thuộc địa của Bồ Đào Nha tại châu Phi từ đầu thế kỷ 16 của Croatia trong những năm 1941, năm 1945 và ở Rwanda vào năm 1994. 3. Chính thức sử dụng từ kép Công giáo thay thế cho từ kép Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Cơ Đốc giáo và Gia Tô giáo vào cuối năm 1954. Hội đồng Giám mục Việt Nam công khai ra lệnh cho chính quyền Ngô Đình Diệm phải sử dụng từ Công giáo thay thế các từ Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Gia Tô giáo và Cơ Đốc giáo. Trong các văn thư hành chánh, trong các sách giáo khoa, trong chương trình học ở các bậc tiểu học, trung học và đại học, trong các báo chí và trong các cơ quan truyền thông khác. 4. Chính thức dâng nước Việt Nam cho Đế quốc Vatican tháng 2 năm 1959. Chính quyền đạo Phiệt Gia Tô tổ chức một cuộc đại lễ vô cùng trọng thể tại Sài Gòn để dâng hiến nước Việt Nam cho Tòa Thánh Vatican, được ngụy trang bằng cụm từ dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm. Như vậy là kể từ đó miền Nam Việt Nam được chính thức coi như là của riêng của Tòa Thánh Vatican, tức là của riêng của Giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt. Cũng vì thế mà từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta không thấy lấy làm ngạc nhiên là tín đồ Gia Tô người Việt và bọn người lưu manh xu thời ở hải ngoại thường sử dụng từ kép mất nước. 5. Chuẩn bị công cụ để tiến hành Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực, muốn biến miền Nam theo Công giáo hết trong vòng 10 năm. Đúng như chương trình của ông Ngô Đình Nhu như đã nói ở trên, thì phải có phương tiện hay công cụ. Giáo hội La Mã đã có kinh nghiệm về vấn đề này cả gần 2.000 năm, cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như anh em nhà Ngô và đảng Cần Lao Công giáo đã thiết lập với 13 tổ chức, cơ quan mật vụ công an, lực lượng đặc biệt khác nhau để làm công cụ cho những chiến dịch mở mang Đức Chúa. Trong kế hoạch này, phải chăng đây cũng là một phương cách của chính quyền đạo Phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm đáp ứng lời thỉnh cầu trong lá thư đề ngày 25 tháng 2 năm 1955 của tên Gia Tô Phát Diệm Nguyễn Văn Chức? 6. Chuẩn bị tư cách pháp lý để tiến hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực, để cho có vẻ bề ngoài pháp lý làm bình phong che đậy cho cái mưu đồ biến miền Nam thành Công giáo hết trong vòng 10 năm, theo tinh thần sắc chỉ Romanus Pontifex của Giáo hội La Mã đã được ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời Giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447 năm 1455. Chính quyền Ngô Đình Diệm được lệnh phải ban hành những sắc lệnh, sắc luật dụ và luật cá hình làm căn bản pháp lý để lừa gạt những người ít học và để bật đèn xanh cho các tổ chức quân đội, công an, mật vụ cảnh sát đẩy mạnh kế hoạch Kitô hóa trong dân miền Nam bằng bạo lực. Những sắc lệnh, sắc luật dụ và luật này đều được sách sử ghi rõ ràng. Sách Việt Nam niên biểu năm 1939, năm 1975 tập 1, C năm 1955, năm 1963 viết ngày 11 tháng 1 năm 1956 Sài Gòn, Diệm ký sắc lệnh số 6 bắt giữ tất bất cứ ai có hành động làm hại đến an ninh công cộng. Theo tài liệu chính phủ, trong năm 1956 có khoảng 20.000 cán bộ cộng sản bị cải huấn trại tập trung, đáng kể nhất là trung tâm Phú Lợi. Ngày 21 tháng 8 năm 1956 Sài Gòn, Diệm ra sắc luật thứ 47 lên án tử hình những hành vi phá rối trị an có liên hệ đến cộng sản. Ngày 6 tháng 5 năm 1959 Sài Gòn, Diệm ban hành luật 10/59 nhằm diệt cộng
và thiết lập tòa án quân sự lưu động để xét xử cán bộ Việt Cộng. Tòa án này có quyền trung thẩm dùng vụ số 47 năm 56 để trừng trị Việt Cộng. Sự kiện này cũng được sách Việt Nam năm 1945 năm 1975 ghi lại đầy đủ và rõ ràng với nguyên văn như sau. Ngoài ra cần phải nhắc đến sắc lệnh số 10/62 hạn chế tự do cá nhân do Tổng thống ban hành ngày 16 tháng 5 quy định mọi cuộc hội họp hay tụ họp dù là sum họp gia đình cũng phải có giấy phép của cảnh sát địa phương. Về mặt an ninh, từ tháng Giêng năm 1956 đã có sắc lệnh 6/56 của Tổng thống cho phép các cơ quan an ninh bắt giữ bất cứ người nào có hành động phương hại đến an ninh quốc gia. Tháng 5 năm 1959 lại có đạo luật số 10/59 thiết lập tòa án quân sự lưu động để gia tăng hiệu lực ngăn chặn những hoạt động khủng bố của Cộng sản. Tháng năm 1962, Tổng thống lại ra sắc lệnh số 11/62 thiết lập tòa án quân sự mặt trận tại ba vùng, chiến thuật với thẩm quyền kết án chung thân mà các người bị kết tội biết tội được phép kháng cáo. Các bản án tử hình đều được trình lên Tổng thống xem xét và quyết định. Tất cả những văn kiện pháp lý này đều có lý do là ngăn ngừa và trừng trị những hành động phá hoại của Cộng sản. Đó là một sai lầm chính trị quan trọng của Ngô Đình Diệm, không những làm suy yếu hàng ngũ quốc gia mà còn khiến cho nhiều người yêu nước ở miền Nam đồng ý hợp tác với Cộng sản, thật khác hẳn với chủ trương liên hiệp với những lãnh tụ quốc gia, dù chỉ là sách lược tạm thời của Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng 8 năm 1945 để xây dựng và củng cố lực lượng kháng chiến chống Pháp. Sách lược đó cũng đã được sử dụng thành công chống lại Ngô Đình Diệm, mà kết quả là sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Trong những năm đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm, chiến dịch Tố Cộng và Diệt Cộng đã truy lùng và trừng phạt không những cán bộ Cộng sản nằm vùng mà còn cả những người đi theo Việt Minh chống Pháp. Mặc dù họ không phải là đảng viên Cộng sản, những người này đã không chọn đi di cư ra Bắc sau khi Hiệp định Geneva chia đất nước làm đôi. Nhưng ngoại trừ một số rất ít đều không ủng hộ chính phủ Diệm, cuối năm 1958 có tin là 1.000 người đã bị giết ở trại tập trung Phú Lợi, khiến Hà Nội tổ chức biểu tình phản đối và đòi Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến. Điều tra thân nhân của nhiều cán bộ ra Bắc tập kết cũng bị giữ, tra khảo và làm tiền bởi các viên chức địa phương. Tác giả Bùi Tín nhắc lại những biện pháp hải hùng đối với những nạn nhân của chiến dịch Tố Cộng. Các chiến dịch Tố Cộng, Diệt Cộng đối với sắc lệnh 10/5 đưa máy chém khắp các vùng để trừng trị các lực lượng Cộng sản đang ẩn náu trong dân. Hà Nội gọi đó là cuộc chiến tranh một bên trong các tài liệu tổng kết. Các chiến dịch Tố Cộng ở đồng bằng sông Cửu Long, ở khu 5, bắt vợ con những người Cộng sản, thật ra phần lớn chưa hoặc không phải là Cộng sản, chỉ là những người kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ bỏ những người chồng đi tập kết ra Bắc, những người kháng chiến cũ, gia đình họ bị phản quản thúc, kiểm soát gắt gao, gây nên một không khí rất căng thẳng. Đối với các đảng phái quốc gia có khả năng trở thành đối thủ trong cuộc tranh giành quyền lực thì những cuộc tranh thanh trừng đã được chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện từ đầu năm 1955, trước khi dẹp yên loạn Bình Xuyên và những nhóm tôn giáo đối lập. Ở miền Trung vào tháng 3 năm 1955, Ngô Đình Cẩn đã dẹp xong các mật khu của Đại Việt tại Ba Lòng, Quảng Trị và Phú Yên, kế tiếp là bắt đầu tiêu diệt các hệ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và nhiều tỉnh khác, trên 20 người bị bắt giữ. Kể cả Trịnh Thể, Nguyễn Tiến Long, Trần Bích Kiện, Hồ Văn Anh, Phan Thiệp, quận trưởng Tam Kỳ cùng nhiều giáo viên trường Trương Khải Định Huế 7 tiến hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực, chuẩn bị xong bộ máy đàn áp quân đội và 13 tổ chức công an, mật vụ, cảnh sát và lực lượng đặc biệt như Thiên La Địa Võng. Cùng với bức bình phong về pháp lý như đã nói ở trên, chính quyền Đạo Phiệt Gia Tôn Ngô Đình Diệm phóng tay tiến hành những chiến dịch mở mang nước Chúa.
bằng bạo lực, rất là hung bạo và hết sức dã man. Chỉ riêng trong mấy tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, con số nạn nhân bị sát hại cũng đã lên đến khoảng 300.000 người. Sự kiện này được sách Đảng Cần Lao ghi lại rõ ràng như sau: ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu ông em mình đã nhân danh Đảng Cần Lao nhân vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa đã bị cán bộ Cần Lao giết vì vu cho là cộng sản, phá hoại chế độ đã được kiểm kê vào các năm 1964-1965 là 300.000. 300.000 người, hơn 300.000 người chết oan để rồi chỉ có một mình Cẩn ở miền Trung đền tội, thật là một điều bất công cùng cực. Linh mục Trần Tâm Tĩnh ghi nhận trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau: mùa hè năm 1955, Ngô Đình Diệm tung ra chiến dịch tố cộng và qua luật 10/1959, ông đã lập các tòa án quân sự đặc biệt như bộ máy đàn áp luật này, kết án tử hình và phải thi hành trong vòng 3 ngày. Khỏi có quyền bào chữa, tất cả những người cộng sản, những người có quan hệ với cộng sản, những chiến sĩ yêu nước, chống Pháp, cả cha mẹ và bạn bè của họ, tất cả những bị cáo được xem là phạm đến an ninh quốc gia. Các cuộc càn quét đã dẫn về hàng ngàn tên đỏ, từ nay gọi là Việt Cộng, và nhiều người trong số đó đã bị giết. Trong lĩnh vực này, tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng giống như gì những gì do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phổ biến nhỏ hồi đó. Suốt thời gian của cái gọi là chiến dịch tố cộng được tung ra vào mùa hè năm 1955, từ 50.000 người đến 100.000 người đã bị nhốt vào ngục. Nhưng bản báo cáo có nói phần lớn những kẻ bị bắt giam đây không phải là đảng viên cộng sản. Đó là lời của Putin Buttefest viết trong bản phân tích tài liệu Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tác giả còn thêm chương trình công nhân vụ đã thất bại bởi vì Tổng thống Diệm hầu như chỉ phát toàn những người di cư miền Bắc hay là công giáo đến các làng đỏ. Nông dân cho rằng những thứ đó không phải là của người của họ. Về con số nạn nhân bị bắt, bị tra tấn, bị cầm tù và bị thủ tiêu, sách Việt Nam Way Dit Wego ghi rõ như sau: giữa năm 1955 và năm 1960, tối thiểu có tới 24.000 người bị thương, 80.000 người bị hành hình hay bị sát hại bằng cách này hay bằng cách khác, 275.000 người bị bắt tra tấn và giam giữ, cuối cùng có tới 500.000, khoảng nửa triệu người bị cầm tù tại các trại giam. Bộ máy đàn áp của chính quyền Gia Tô Công giáo trở nên hết sức ghê tởm và tàn bạo, khiến cho Hoa Kỳ đã phải vừa ngấm ngầm vừa công khai phản đối chính sách Gia Tô hóa quá trơ trẽn của chính quyền Diệm. Nhiều tu sĩ Phật giáo theo gương Nico Thanh Quang quyết tâm phản đối chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm. Phải can đảm lắm người ta mới có thể chuẩn bị để tự thiêu cho mục đích duy trì niềm tin tôn giáo. Các nam nữ tu sĩ Phật giáo tự thiêu đã làm sống lại tinh thần Phật giáo của hàng triệu Phật giáo đồ, khiến cho họ quyết tâm chống lại những luật lệ bất công của chính quyền Diệm. Giáo hội La Mã chẳng hề tỏ ra đau buồn hay kính phục những người tử đạo Phật giáo này. Chúng ta thấy các nguồn tài liệu trên đây đưa ra ba con số nạn nhân bị giết hại không giống nhau. Linh mục Trần Tâm Tĩnh chỉ nói đến con số nạn nhân bị bắt, bị giam trong các chiến dịch tố cộng được phát động mùa hè năm 1955 mà thôi, và không nói rõ con số nạn nhân bị sát hại là bao nhiêu. Chỉ nói mơ hồ là nhiều người trong số đó đã bị giết. Trong khi đó thì sách Việt Nam Way Dit Wego lại nói rõ con số nạn nhân bị bắt, bị tra tấn, bị thương tật, bị sát hại và bị đưa vào các trại giam. Sách Đảng Cần Lao nói rõ con số nạn nhân bị sát hại ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa là 300.000 người. Sự khác biệt về các con số này trở thành cái cớ cho tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt Nam và bọn văn nô Gia Tô cải cụi, cải cối, cải chày để phủ nhận việc tàn sát đồng bào ta trong các chiến dịch làm sáng danh Chúa ở Liên Khu 5, được ngụy trang bằng các chiến dịch tố cộng của chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm trong thời kỳ này.
Sự thật là ba con số này đều đúng cả. Chúng ta không biết vì lý do, vì gì Linh Mục Trần Tâm Tĩnh đã không nói đến con số nạn nhân bị giết hại, vì chưa nắm vững vấn đề hay chưa có con số chắc chắn, hoặc vì một lý do thầm kín mà ông không tiện nói ra. Cho nên ông mới ý nói lửng là nhiều người trong số đó đã bị giết. Bản văn trong sách Việt Nam Vigo đã nói rõ con số nạn nhân bị thương là 24.000, bị sát hại là 80.000, bị tra tấn là 275.000 và bị tù giam là 500.000. Ai đã từng đọc qua các tài liệu nói về các tra tấn của các hung thần Gia Tô cuồng tiến và thảm cảnh các tù nhân ở trong các trại giam của các chế độ đạo Việt Gia Tô đều biết rõ là tất cả những thành phần thuộc các tôn giáo khác chẳng may lọt vào tay của ông hung thần này đều có thể coi như đã chết. Để kiểm chứng xem luận cứ này có đúng hay không, xin đề nghị quý vị nên A. đến thăm viện bảo tàng Wat Musenum ở thành phố Victoria trên hòn đảo Vancouver, Canada, hay viện bảo tàng Medivan ở đường Jefferson thuộc khu Fisherman Wharf trong thành San Francisco, California. Trong đó người ta có trưng bày hơn 40 hình cụ tra tấn do tòa án của giáo hội La Mã sáng chế ra để tra tấn những nạn nhân gọi là tà giáo. B. Đọc các sách nói về các hình cụ mà những người phương cách tra khảo các nạn nhân của tòa án hình sự của giáo hội La Mã. Đọc những tài liệu nói về cái bản chất giả mang của những tín đồ Gia Tô cuồng tín đối xử với những thành phần thuộc các tôn giáo khác vào những khi họ có quyền lực trong tay. Cuốn Công giáo chính sử của giáo sư Trần Trung Ngọc, nơi các trang 107, 116 và 203 đến 209. Cuốn Vatican thú tội xin lỗi. Cả hai cuốn này đều do giao điểm xuất bản PO Box 2188 Grander Grover CA 92842 USA, điện thoại 22244444 và chương 11 trong cuốn Thư chất của giáo hội La Mã của người viết Tacoma tái xuất bản năm 1999 đều có nói đến những sự thật kinh hoàng trong vấn đề này. C. Ở trên đã nói về phương cách tra tấn hết sự ác độc và sự cực kỳ dã man của Linh Mục Mai Đức Tín tại nhà thờ Phương Xá, Đông Quang, Thái Bình trong thời chiến tranh năm 1945 năm 1954. Xin ghi lại đoạn văn này để độc giả dễ dàng nhìn ra cái bản chất dã man tàn ngược này của tín đồ Gia Tô. Ngay sau khi ở Đông Khê về Liên Phương trong những ngày 14, 15, 16, 17 tháng 6 năm 1950, Tín đã bắt giam và tra tấn 53 người. Suốt ngày tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà thờ không ngớt vọng ra, làm cho dân dân quanh vùng vô cùng kinh sợ. Ở đây tập trung mọi hình thức tra tấn cực kỳ dã man, từ những kiểu thông thường quay điện, quấn bông, tẩm dầu đốt ngón chân, ngón tay, đổ nước xà phòng vào mặt, mũi, lấy kìm rứt từng miếng thịt, phơi nắng suốt ngày trên đá, đổ nước mắm, tỏi ớt vào mũi. Đến những hình thức chỉ có ở nhà thờ Phương Xá mới có, như lấy gai bồ kết hoặc đinh đấm vào các đầu ngón tay, lấy đinh tre và đinh thuyền đóng ngập sọ hoặc đóng vào hai lỗ tai, chúng gọi là người mọc sừng, cắm dao găm vào cằm, bắt nạn nhân nằm sấp mặt, tay chân treo cao, rồi nhảy lên lưng, ngồi võng, buộc thừng vào chân, bắt đứng lên tường cao, giật ngã sấp mặt xuống gạch, chúng gọi là giật mình. Sau 4 ngày tra tấn bằng mọi cực hình trên đây, Mai Đức Tín đem bắn trước sân nhà thờ một số, những người còn lại Tín giải qua các bốt thuần tuy tuột. Trong số 53 người kể trên, chỉ còn 8 người thoát nạn trốn về. Chỉ trong mấy ngày đầu tiên, Mai Đức Tín đã giết chết 35 người. Những năm tháng ở Phương Xá, Mai Đức Tín đã tuyển mộ cho giặc Pháp 110 ngụy binh là đồn trưởng. Tín đặt ra nhiều thứ thuế má, nhiều luật lệ hà khắc và bắt phu phen nặng nề. Y còn ép nhiều đồng bào lương phải theo đạo. Quang Toàn và Nguyễn Hoài, những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa giáo trong thời kỳ kháng chiến năm 1945 năm 1954, Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học năm 1965, trang 101, 102. Xin đọc thêm bộ sách Biên cố 11
của giáo sư Trần Tương, Sài Gòn, tái xuất bản năm 1971. Việc tàn sát hơn 300.000 dân Liên Khu 5 và nhiều nơi khác trong miền Nam Việt Nam được anh em nhà Ngô cùng với bọn tú sĩ và tín đồ Gia Tô coi như là cái quyền xử sai. Những người sai lầm hiểu là những người thuộc các giáo, các tôn giáo khác, và giúp cho họ, nạn nhân, được lên thiên đường thẳng ro ro. Chúng ta hãy nghe lời tên Bảo Chúa Ngô Đình Diệm nói ra điều này khi chúng xử sai. Người sai lầm là một ông tướng hòa hảo ba cục Lê Quang Vinh. Chuyện này do chính ông tướng Gia Tô Huỳnh Văn Cao kể lại. Các chiến dịch Trương Tấn Bửu, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Nguyễn Huệ đã hoàn tất, mang lại sự thống nhất cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đồng thời cũng gây nên bao cảnh não lòng giữa những người quốc gia. Tổng thống Diệm nói với các tôi rằng: vì phải lo chuẩn bị đối phó với Cộng sản, đành phải mạnh tay chứ biết làm sao hơn được. Tuy nhiên, hai sự kiện não đề không thể quên, đó là cái chết của ba cục và cái chết của một số anh em chiến sĩ giáo phái tại miền Trung và tại Quang Trung. Trên bệnh viện chính trị, tôi phản đối những cái chết oan uổng ấy, vì đó là những con người chống cộng. Tôi biết nhiều người quy trách nhiệm cho Tổng thống Diệm, nhưng theo tôi nghĩ vì cạm bẫy của Cộng sản muốn gây hận thù giữa Tổng thống Diệm và các giáo sĩ, các giáo phái. Thật sự Tổng thống Diệm thường nói pháp luật trên hết. Cái gì tòa án phán quyết thì Tổng thống xem là phải. Và có biết bao nhiêu cái xảy ra mà người ta cố tình che giấu Tổng thống Diệm. Vì vậy ông bà cục mà tôi phải chạy đôn chạy đáo, dậy sớm thức khuya cả mấy hôm. Nguyên là từ khi ba cục mà bị án tử hình, tôi thấy cụ Diệm đầu óc bù rối, ban trưa, ban tối cũng như tảng sáng. Xem ra Tổng thống băn khoăn, lo nghĩ rất nhiều. Cụ gọi tôi vào và nói chuyện thiêng liêng mà thôi. Cụ bảo án tử hình của ba cục thì không thể ân xá được. Bây giờ phải làm sao mà cứu vớt linh hồn ông ấy. Sáng mai, anh lấy máy bay xuống Cần Thơ gặp tướng Minh và ông Quang, yêu cầu họ để cho hai cha vào khuyên nhủ ba cục trở lại đạo để cứu phần hồn của ông ta. Cha Hoàng và cha Toán đã có mặt ở Cần Thơ rồi. Anh ghé vào gặp Đức Cha Bình và thưa chuyện cho ngài biết, bảo đại tá Quang phải đích thân can thiệp với khám nhà tù để giúp thần hồn cho ba cục. Nếu ba cục thuận thì tôi đỡ đau đầu cho. Ngày mai tôi thi hành đúng theo chỉ thị trở về Sài Gòn. Lúc ban chiều tôi trình Tổng thống Diệm vụ hoàn tất, lại phải lo làm công việc mà văn phòng bù lại cả ngày đi vắng. Tối đến vừa mới và ăn một chén cơm, Tổng thống điện thoại gọi vào dinh. Cụ lại thuyết về linh thiêng, về thiên liêng, thiên đàng, hóa ngục, và xem ra cụ rất lo lắng về phần hồn của ba cục. Nửa đêm mới ra về, tắm gội xong lên giường ngủ là 1 giờ sáng. Tôi ngủ mê như cây gỗ, thình lình điện thoại reo vang. Ngay bên kia ổng nói là giọng Tổng thống: ừ, vào đây có việc gấp. Nhìn đồng hồ mới 5:30 sáng. Tôi vội vàng rửa mặt, chải đầu, ăn mặc chỉnh tề, đi vào dinh. Vừa bước vào cửa phòng, cụ tươi cười nở như hoa. Đó là phần đầu tiên tôi trông thấy. Cụ vui cười cởi mở quá sức. Cụ bảo ba cục chịu phép rửa tội rồi, giờ đây ba cục chết là về thiên đàng thẳng ro ro. Tôi hỏi cụ: con cũng cầu cho ba cục được lên thiên đàng, nhưng nếu mấy mươi năm trời phạm đủ mọi thứ tội mà bây giờ chịu phép rửa tội thì được lên thẳng thiên đàng, như vậy có bất công không? Cụ trợn mắt nhìn tôi như quyết liệt binh vực cho ba cục. Cụ nói: thôi, bị trảm quyết là một hình phạt quá sức rồi, Chúa tha thứ hết. Ừ, thế mà ba cục hơn mình rồi, lên thiên đàng hạnh phúc lắm. Và cụ nói tiếp: chỉ có chừng ấy tôi tin vào cho anh mừng, vì mới được tin cha Toán cho hay, thành tôi mới gọi anh đó. Tôi chào cụ và trở về nhà ăn sáng. Vợ tôi hỏi: có chi mà cụ kêu sớm thế? Tôi đáp gọn: cụ mới làm bỏ bố đỡ đầu cho ba cục theo đạo. Ông kêu vô tin cho biết bấy nhiêu. 8. Phóng Tây cướp đoạt tài nguyên quốc gia, độc quyền kiểm soát tất cả các phạm vi sinh hoạt trong dân dân, ăn chặn tiền ngoại viện, độc quyền chuyển ngân, độc quyền nhập cảng thuốc viện,
sống đem về chế biến, phân phối và khuếch trương các tiệm hút để kinh tài, hà hiếp và bóc lột nhân dân bằng trăm phương ngàn kế. Tất cả những hoạt động bất chính và bất nhân này đã được trình bày khá cặn kẽ trong ba chương sách, mục mà thứ 21 phần thứ 6 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Nhận xét chung chúng về chế độ đạo Phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm. Trong thực tế, những năm 1954, năm 1975, và mình xin kết thúc tại đây để mình làm phần thứ hai đi, vì clip này nó quá dài rồi, bạn nghe nó cũng mỏi mòn, mình cũng mỏi mòn đọc. Xin cảm ơn quý vị các bạn, xin mời quý vị các bạn đăng ký kênh để đón nghe phần thứ hai, nó hấp dẫn lắm. Mình vừa đọc xong cái bài này thì mình cảm thấy trong lòng mình càng hận thù cái đạo Phiệt Gia Tô này. Thế mà bao người Việt phải cắm đầu cắm mũi tin theo, vì họ chưa bao giờ đọc sử và họ chưa bao giờ biết rằng sự thật nó là như thế. Cho nên mình thông cảm hoan hỷ đối với những người Gia Tô, nhưng mình mong muốn rằng những người muốn theo đạo Gia Tô phải tìm hiểu, nhất là tìm hiểu về cái kênh của mình, và tìm hiểu về cái đạo Công giáo. Nó nguy hại từ ngàn xưa, giết đồng bào, hãm hại tra tấn bằng nhiều cách, như là những cái thời Trung Cổ, mà phải nói rằng là cực kỳ rùng rợn. Khi mình đọc lại thôi mình đã thấy đã ớn lạnh rồi, huống hồ chi mình sống thời vào thời đó, chắc hận thù càng dần cao hơn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.